cắt luôn 4 quả 5 quả đấy. Ui này. Nhiều đấy. Thấy chưa? Ui. Thấy chưa? Bạn nó bảo anh này, cắt luôn. Đâu 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 rút ruột. Cắt luôn. Nào đây chầm chéo đây. Đấy nhặt đi. Đây đây nhá. Anh cắt ôi, đi một phát bóng 4 quả đi. Luôn à? Ở đấy, 4 quả, đây 5 quả, nhưng một quả này Văn cắt trước. Rồi. À, đấy, rồi cắt luôn quả này. Cắt luôn, đây. Nhìn nhá. Rồi. Này, cắt một phát. Ôi, từ từ. Đứt dây đấy. Nào, cắt luôn. Nào, đưa tay ra. Đấy, đây. Chấm. Chấm chéo. Chấm luôn nhá. Chấm chéo luôn à? À, chấm luôn. Anh cắt ca bong hình, anh cắt luôn cả cà đắng này nhá. Nào, ăn lên ạ. À, đấy. Mời mọi người nhá. Mời tất cả anh em xem mời kênh, anh em nhá. Xem kênh của thầy Trường Lý đây. Ừ, đây, ăn mướp đắng rừng nhá các bác nhá. Cắt luôn tại vườn. Ừ. Đấy lên rừng thì ăn hoa quả rừng. Cây cối ở rừng thôi. Đấy. Mời cả nhà nhá. Anh cắt cá bong cắt luôn cả mướp đắng này. Ôi, giòn thế. Một góc thôi nhá, chú này. Đây anh ơi, còn đây một quả 6. Đây vẫn còn quả nữa này. À, 6 quả ở chung một góc ạ. Ăn hết. Ăn hết. Ngon đấy. Đặt đây. Nhưng mà đặt sợ đặt đây, đặt đây, không tí rơi đấy. Nhưng mà anh đặt thế em lại không biết ăn rồi. Không có ăn nữa rồi. Thôi, anh cầm quả. Anh cầm quả, em còn... Em cầm 3 quả, em còn... Thôi, em ăn ngay, cầm miếng. Ngon lắm. Mướp đắng chấm chầm chéo nhá. Mướp đắng rừng nhá, chấm chầm chéo. Mướp đắng này xin lỗi các bác là này. Ăn giòn sừng sượt luôn. Phải. Mướp đắng này anh chưa. Anh chưa. Đó. Này, chỗ này nó còn mấy quả bé bé chưa to này. Mấy quả này bị hỏng rồi. Những quả như này là bị hỏng nhá các bác nhá. Này. Nó bị vàng rồi. Còn không? Còn là kìa, em nhìn thấy đầy quả. Đúng rồi. Nhiều lắm. Đúng rồi, nhiều lắm. Đây chỉ ăn. Hai em mình ăn chừng một chỗ thôi. Chú được một quả chưa? Cảm thấy. Ăn hết một quả chưa? Nè, đây còn 3 quả ở đây. Đấy nha, các bác nha, chấm chầm chéo nha. Các bác xem lá, lá mướp nhai đắng. Nha, anh nhai giòn sực sực nha. Các bác xem lá mướp đắng này. Không thì... Đấy, lá của nó đây nhá. Lá đây. Đây, ngọn đây. Ngọn đây không? Ăn luôn cả ngọn là ăn luôn cả ngọn được mà đấy. Ăn luôn trong vườn nha anh em, ăn sống nước tươi tại cây luôn đấy, ăn như này mới ngon này. Tại vườn thôi nha, không có thuốc sâu thuốc kia hết. Giỏi thế, hàng độc. nhà lên nhiều quá mà anh ạ. Quá. Mới ăn quả to ha. Anh ăn quả to cơ. Vâng. Nó đây. Mới vừa mồm. Vâng. Đấy. Quả nó dây dài thế anh ạ. Vậy. Quá ngon. Dây á, các bác nghe xem này, dây. Dây nó dài thế này. Đấy. Đấy. Ngon đấy. Rồi. Quả này chấm. Là quả này là coi như là gái mới lớn. Quả này gái mới lớn. Quả này đang bánh tẻ đấy nha các bác nha. Chấm chầm chéo. Chấm luôn trên tay. Đây là quả mướp đắng nha các bác nha. Mời các bác nha. Mướp đắng rừng ấy. Cái gì tiếng Tây nó gọi là mặc mặc gì nhỉ? Anh được. Tiếng Tây nó gọi là mặc gì nhỉ? Quả ờ. Mặc lên hay mặc lẻ? Quên rồi đấy. Không quên. Không biết tiếng Tây đâu. Tiếng Kinh là mướp đắng rừng. Quả này là quả mắc khôm. Mướp đắng rừng luôn. Ăn khôm khôm đâu. Ăn tuyệt vời luôn đấy. Ăn không đắng đâu. Anh ơi. Nào. Chấm chéo sao đấy? Ăn đi. Làm một. Con à, cho đổ thêm tí chấm chéo. Thiếu chấm chéo à? Thế à? Ồ, ngon. Đấy.
làm một phát hết một quả thế nào. Vừa mồm không? Mồm em hơi bị bé. Hơi bé. Mồm em bé quá. Khả năng em thì cu nhét rồi nhỉ. Khả năng anh Trường nhỉ. Khả đấy, năng làm luôn. Làm nào, phát xem không có một đỏ xem có hết một không. Một đỏ thế nào. Ui rồi. Ui rồi. Ui rồi. Các bác có thể nghe tiếng giòn nè. Hụp 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 hụp. Quá được rồi. Cho thêm cảm giác vào kia. Mình lại đi tìm một quả về ăn tiếp nhá. Đây rồi. Đây lại được một quả nha các bác nhá. Nhiều lắm. Ui giời. Còn ăn nữa không? Em ăn ngọn luôn. Ăn cả ngọn luôn à? À. Chấm luôn. Rồi. Chấm luôn ăn trực tiếp. Sợ mai cây rồi chết không? Đúng chưa? Ăn luôn. Mời các bác nhá. Mứt đắng này quá ngon. Ăn luôn. Mai cây này mà chết là tại bác Văn, bác ăn ngọn nha, chú Hiếu nha. Đấy. Quả này sắp chín rồi này. Khả năng này thậm chí lá thứ tô à. Đây lá thứ tô rồi. Ăn ghém, ghém, ghém. Ăn luôn. Ghém thứ tô. Nghe, cho anh ghém không? Cho anh miếng ghém. Đấy ra, các bạn nhá. Tía tô rồi. Rau húng luôn à? Không phải. Cái gì nhỉ? Cái này gọi là cái gì? Xuyến chi, xuyến chi. Xuyến chi. Bác nhá. Thưởng thức luôn xuyến chi tại vườn nhá. Xuyến chi ông Đường hay nói là bệnh gì nhỉ? Vạn bệnh tiêu trừ, bách bạn tiêu tan nhỉ? Đúng đây rồi. Là thuốc. Bách vạn, bách vạn bách tiêu tan. Bệnh này. Tiêu tan, vạn bệnh tiêu trừ. À đúng rồi. Bách vạn tiêu tan này các bác xuyến chi. Bách bệnh tiêu tan. Vạn bệnh tiêu trừ. Ui, ngon đấy anh ạ. Ngon chứ. Xuyến chi ăn được mà. Ui, quả này hơi già các bác. Xuyến chi ăn ngon đấy anh Cường. Nó chín rồi. Chín màu vàng dưới này. Quả của anh là hạt già. Hạt cứng. Nó nhai hết. Giòn lắm các bạn. Hạt của nó đây. Bàn tay của bạn này. Chấm với đầy Trường ạ. Đổ chấm cháo rồi. Chấm luôn các chấm. Không. Không. Xong bữa tối rồi nhá. Về anh ngủ thôi. Anh em mình ăn rau sống ném vào đi. Ăn rau sống tiếp à? Đó là rau sạch sẽ ăn luôn. Đấy, rau này. Đây. Rau tại vườn luôn, ăn rau tại vườn luôn. Đây. Đấy. Ăn luôn. Mời các bác nhá. Rau quá sạch luôn. Đây. Bệnh bạn cái gì nhỉ? Bệnh bệnh tiêu tan, vạn bệnh tiêu trừ. Đây. Chẹn luôn. Ui giời. Chấm một tí chấm cháo. Ăn rau ăn cỏ. Hay à. Ngon. Ui giời. Được. Thêm tí lá tía tô vào. Làm lá tía tô vào. Chém. Hay là cho tí cái gì tùng gì đấy. Cây này là tùng lá hán à? Thế là cái gì thông đỏ? Không phải. Cây này. Cái gì bán trên mạng? Không phải. Bạch đàn. Không phải bạch đàn, hoàng bách, hoành đàn. Cái gì đàn đấy? Hoàng đàn. Đấy nha các bác nhá, hoàng đàn khổng lồ đấy nhá. Đang cấy. Đang triển vọng khoảng 100 năm nữa thì sẽ đuổi kịp cây Lạng Sơn nha các bác nhá. Lúc đấy là anh em trong hòm hết rồi. Đấy. Bây giờ rất ngon. Ớt kìa. Ăn ớt gió không? Ghém một quả ớt nhỉ. Ghém quả ớt này này. Đây. Ghém hành với ớt. Đây anh Trường ơi. Hành đây. Hành. Dâu tàu bay. Không, ghém hành với ớt thôi. Rồi, ghém một miếng dâu tàu bay. Để cho nó bay luôn nhá. Rồi. Ăn. Mời các bác nhá. Ăn cả lá tàu bay à? Tàu bay ghém luôn, tàu bay. Cho nó bay luôn, mà chú ăn dạo này muốn bay lắm. Ghém. Hết. Đấy, chậm chậm. Chọn cái hành vào mới thơm. Nhiều này là ăn sập vườn rau ở trên bản nhá. Ăn sập rau vườn nhà hàng của chú Hữu Tiên. Ăn luôn tại vườn.
Đấy. Ăn luôn. Đấy, ở trên bản thì anh em là đi nhặt các cái cây, cây ớt này là ớt hoang dại nha các bác nhá. Ớt gió ở nó mọc ở núi đá này. Đi ăn lấy về này. Này. Cái cây này cũng mọc ở núi đá này các bác ạ. Đấy. Cái này không biết cái ngọn nên ăn không? Hả? Chưa ăn được cây này à? Chưa. Đấy. Kia là mướp đắng rừng này. Bây giờ ăn ăn luôn cái ớt tại luôn này. Chấm nhá. Ăn đi. Chú làm được không? Ăn luôn nhá. Ờ ăn đi, ăn đi. Ăn luôn tại này. Ờ. Làm nhưng luôn mà đi. Ăn quả sách luôn. Rồi. Cũng làm quả đỏ này. Làm cả nắm vào chứ. Làm thế thôi. Ba quả xanh nhá. Ok. Chấm chẹp chéo tiếp. Này, tay này dính tí. Làm nốt. Có thêm cần thêm chẩm chéo không? Chẳng thế đâu. Thêm chẩm chéo nhá. Đồ à, tí. Cho em thêm chẩm chéo đây. Chấm luôn, ăn luôn cái ớt trực tiếp mà. Cho thêm chẩm chéo này. Cho chẩm chéo. Đấy. Đây. Bỏng mồm. Mời các bác nhá. Ăn vào cho khóc. Nhưng mà hơi thua anh già làng tí. Nghe thì ăn luôn trên cây. Đấy. Đây. Ăn luôn đi. Bé tí ớt gió nhá. Rồi. Ây à. Khóc. Nói ra. Úi u. Nói to nào. Dạ. Úi nhớ mẹ quá. Ăn được nữa không? Quả nữa không? Úi thế thôi. Đây rau thơm đây này. Đây sang. Rau thơm à? Lấy rau thơm hãm rau thơm. Hãm rau thơm. Rau húng. Hãm rau húng nhá. Các bạn nhá. Úi. Hãm. Úi. Hãm rau thơm vào đây. Ngon không? Cay. Vẫn chưa thoải mái. Khả năng tiếm quả cà nữa. Lấy quả kia thôi, đi lấy quả kia về hãm này. Không tí lại khóc đấy. Đây còn quả này. Đây còn quả đây này. Đây lấy quả đây. Không tí. Đây đắng cay quá. Chú Văn đang cay quá nhá. Cay quá. Ăn ba quả ớt một lúc cay rồi. Thua già làng. Thua già làng thôi. Mình không chơi được giống già làng thôi. Pin ăn không? Đây nhá. Ăn mướp không? Đấy. Mở ba nhá. Rồi, ăn luôn. Ui giời. Ui. Ăn cả lá. Căng đấy. Bộ này căng đấy. Được chưa, ổn chưa, đỡ cay chưa? Đỡ cay chưa? Thôi nhá, thế nhá, ăn thế thôi nhá, kết thúc video nhá, không tí là thủng ruột đấy. Không ăn được. Khóc rồi. Đấy các bạn, anh em là thưởng thức tại gốc luôn nha các bạn nhá. Đấy, đây là mướp đắng rừng. Chỗ các bác có nhiều không? Chỗ em đây thì... đủ ăn các bạn, đủ cắt cơn thôi. Đủ cắt cơn rồi, kết thúc video nhá. Nuốt hết chưa Nuốt hết rồi đúng không? Rồi ok. Đấy, ăn thật cho các bác nhá.